chương trình Tình Yêu Hoàng Mỹ. Quý vị thân mến, chương trình do Aqua Blue Media phối hợp cùng với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 8:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Và trên sân khấu đứng cạnh Ái Phương ngay bây giờ là 10 vị khách mời của ngày hôm nay. Ủa khoan, trước khi Phương mời các bạn về chỗ thì cho hỏi là sao mấy bạn mặc đồ vest để tôi mặc áo dài của mình nhỉ? Không, cái vấn đề thực tế là sau khi bọn em tổng kết lại cái năm qua thì bọn em không có dư giả để mà mua áo dài như chị. Trời đất ơi, làm cho tự nhiên cái là tôi ra tôi lên đồ áo dài rồi cái lạc quẻ dễ sợ luôn à. Nhưng mà thực ra mọi người muốn Phương nổi bật thôi, nhưng thực sự là xinh đẹp và phù hợp cho chương trình ngày hôm nay. Còn chúng ta sẽ là những người làm nền cho một bức tranh xinh đẹp. Chào pháo tay cho chị Ái Phương. Chào pháo tay cho Ái Phương nè. Thưa quý vị, nhân dịp những ngày đầu năm mới thì thay mặt cho tất cả ekip chương trình, Ái Phương xin được gửi lời chúc đến tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có một năm mới tràn đầy niềm yêu thương, tràn đầy may mắn và sức khỏe. Và hy vọng là năm mới này sẽ mang đến cho quý vị thêm nhiều điều mới mẻ nữa trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Phương xin được mời tất cả các vị khách mời của chúng ta sẽ trở về vị trí của mình nào. Xin mời các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem là các bạn đặt những mục tiêu gì cho năm mới nha. Ngay bây giờ sẽ là Vlog, xin mời. Tài muốn hoàn thiện các kỹ năng của mình về diễn xuất để chính thức trở thành một người diễn viên chuyên nghiệp. Còn về tình cảm thì Tài cũng chưa có một cái mục tiêu rõ ràng. Thì có thể là duyên tới thì Tài sẽ nắm bắt thôi. Giờ tình cảm thì chưa có cái mục tiêu thật sự. Nhưng mà Hiếu chỉ có cái mục tiêu cho khoảng 2-3 năm hoặc là bây giờ vài năm sau là Hiếu đang hình dung ra được là Hiếu có con. Hiếu đang, tại vì xung quanh Hiếu các bạn thân của Hiếu đang đẻ con và nhiều bạn của Hiếu đang có một con gái hay là con trai. Henry hy vọng rằng Henry sẽ có một chỗ đứng vững hơn trong showbiz Việt Nam. Và trong tình cảm thì hy vọng rằng Henry sẽ tìm được một người mà Henry có thể tìm hiểu và tiến xa hơn trong chuyện tình yêu. Tại vì Henry cũng đã đến tuổi cần hẹn hò một ai đó thật sự để mà nghĩ đến chuyện gia đình. Jackie luôn luôn mong muốn là ngày mai nó sẽ luôn tốt hơn ngày hôm nay. Đôi khi mình cũng có những lúc mình sẽ hơi sợ những lúc mà ví dụ như là hạnh phúc quá hay là mình đang vui quá. Có nghĩa là Jackie luôn nghĩ rằng là cái gì quá thì nó cũng không tốt. Để mà gọi là đặt kế hoạch hay là mục tiêu thì mình cũng có đấy, nhưng mà chắc là thôi, để cho phép Jackie được xin giữ riêng tư đấy. Tôi mong rằng năm 2020 thì tình cảm của mình thì nói chung là hạnh phúc, tốt đẹp thôi. Và công việc thì mình mong rằng những dự án sắp tới của mình tham gia thì sẽ được mọi người đón nhận. Jason mong rằng cái sự nghiệp mình sẽ thăng hoa hơn và những sản phẩm âm nhạc của Jason thì sẽ được khán giả đón nhận nhiều hơn. Còn về tình duyên thì cũng không mong là sẽ tìm được một người như ý. Tìm được ai đó thì mình sẽ trân trọng hết mình thôi. Tôi hy vọng là tôi sẽ có một sự nghiệp thăng tiến và tôi sẽ lấy được vợ. Mục tiêu sắp tới của chúng đó là sẽ dự định kinh doanh một ít quần áo, và nếu mà cái sự nghiệp của Trung nó thăng tiến hơn một chút thì Trung sẽ định mở một homestay bé ở Đà Nẵng. Còn về chuyện tình cảm thì Trung nghĩ nói trước nó sẽ bước không qua, thì cứ để mọi sự vạn sự nó tùy duyên. Mình nghĩ là chuyện tình cảm thì có lẽ chắc là không nói trước gì, nhưng mà mình hy vọng thôi. Hy vọng là trong những thời gian tới thì tình cảm của mình nó sẽ kiểu ổn định hơn. Và có thêm một cái điều gì đặc biệt hơn đối với mình. Mình muốn tên tuổi của mình sẽ được nhiều người biết hơn và sẽ được nhiều người yêu thích hơn. Và mình hy vọng là sẽ có một ai đó đồng hành cùng mình. Những mục tiêu của năm mới, có những mục tiêu thì về công việc, về gia đình. Tùng ơi, em đã nhắm được vai nữ chính chưa? Nữ chính là Henry Nguyễn. Hả? Nữ chính là Henry Nguyễn. Trong đôi mắt em nghĩ gì hay chỉ là mơ thôi.
Nếu như các bạn có để ý thì trên bàn á có những cái quả dừa nho nhỏ. Các bạn uống thử chưa? Các bạn uống thử đi. Ngọt đúng không? Ui, ngọt dừa của em nó cứ chua chua làm sao được tươi lắm nữa. Không, tại vì nó non á cho nên nó còn hơi chua. Bởi vì em ở đây là nhỏ nhất. Ôi sao em... anh ngọt không anh? Dạ, anh ngọt lắm. Dạ, dạ lắng luôn, ngọt cực. Ừ. Chắc của anh, em nghĩ là trong này nó cô lại thành đường rồi chứ không phải là nước rồi. Đây là một món quà của một người bạn rất là đặc biệt, một bạn nữ. Bạn có một cái lời hẹn là sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một cái thời gian sớm nhất. Còn bây giờ thì người chưa đến nhưng mà quà đến trước vậy. Còn ngay bây giờ thì Ái Phương giới thiệu cho tất cả các bạn những hình ảnh đầu tiên của nhân vật ngày hôm nay. Em là cô gái tuổi 23. Nhìn em thì cứ ngỡ là một người mềm mại, chỉ thích son phấn, làm những điều nhẹ nhàng, mặc những chiếc đầm công chúa. Vậy mà, thật sự thì không phải chỉ như thế. Nữ tính là một chút, điệu đà có một chút, vì em là con gái mà. Nhưng bên trong em vẫn còn một chút mạnh mẽ, dám nghĩ và dám làm, thể hiện bản thân hết mình. Với em, tình yêu là phải bày tỏ. Và ngày hôm nay em ở đây, em không ngại đến đây vì anh, cho anh biết tình cảm đặc biệt này. Anh cũng sẽ không ngại ra về cùng em, anh nhé. Xinh xắn quá luôn á. Wow, các bạn thấy như thế nào về cô gái ngày hôm nay? Bạn ấy có cái răng khểnh rất là duyên. Em thích đúng không? Em thích, em thích nụ cười. Nụ cười rất là xinh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một nghi thức quen thuộc. Anh Tùng theo như trang phục ngày hôm nay có nghĩa là chọn nhầm nó chuẩn bị rất kỹ cái bộ trang phục hồng rồi. Cô gái ngày hôm nay có nụ cười răng khểnh duyên dáng dễ thương nữa, chắc có lẽ là hôm nay đến với lại Nhậm. Nhiều khi là Nhậm hoặc Nam hay là Jason gì đó đúng không? Biết bạn thích màu trời, Son đã bồi hồi chọn màu áo xanh. Hay hy vọng cái gì? Em nghĩ thôi màu xanh thì cứ hy vọng thôi nhỉ? Biết đâu. Cũng màu xanh đúng không? Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón cô ấy bước ra sân khấu nào. Xin mời bạn. Là con gái phải xinh. Party on the beach. All your bands calling me. Party on the beach. Chào em hãy giới thiệu về bản thân mình cho các bạn được biết đi nào. Em tên là Phương Nguyên. Hiện tại em là một người mẫu ảnh tự do cũng như là chuyên viên thiết kế. Hôm nay em rất là hồi hộp khi mà tới đây để bày tỏ tình cảm cũng như là sẽ kêu gọi được người mình yêu về với mình. Phương Nguyên ơi, em miêu tả mình là một cô gái có tính cách như thế nào? Em thì nhìn vẻ bề ngoài thì khá là mong manh. Nhưng mà em tin là khi mà đứng trước một quyết định nào đó em nhất định sẽ cố gắng và quyết tâm. Còn sở thích của em thì sao? Một ngày em sẽ có những sở thích gì đặc biệt không? Chắc là sẽ gặp người mình yêu rồi đi chơi, đi ăn uống. Rồi, mỗi người đàn ông lý tưởng của em sẽ có những đức tính như thế nào nè? Ngoại hình thì em rất thích những vẻ dễ thương, kiểu cute. giống tự nhiên khi mà bạn nói về cute, cái là hội bô lão nỗ lực quá trời luôn. Anh Tony cute. Anh Tony làm cái gì? Anh làm kiểu cute em mà em xem à? Tony làm lại một nét cute coi. Cute là sao? Anh Tony ơi, cute là mình chống hai cái tay vô má rồi mình. Cute này. Suy nghĩ. Anh già lắm. Anh cứ thử đi, anh biết đâu. Anh cũng không biết phải làm sao để cho nó cute nữa. Anh chỉ có thể cười được thôi. Rồi, bây giờ thì chị sẽ đưa cho em chiếc iPad này. Em hãy nhấn vào hình trái tim trên gương mặt của người mà em muốn tìm. Nha. Yeah.
Trời ơi. Rồi, cảm ơn em. Giây phút ấy đã quay lại rồi. Thì lâu lâu mình phải thay đổi chút rồi mình phải quay lại chứ. Rồi, cảm ơn Phương Nguyên rất nhiều, cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ thì để khám phá hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo, đó chính là phần từ khóa. Chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Tình yêu Hoàng Mỹ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ khám phá xem là bạn Phương Nguyên mang đến đây những từ khóa nào nhé. Xin mời từ khóa. Em có một thắc mắc ạ. Em thấy hình như ở đây là chơi nối chữ hay sao ạ? Trưởng thành là khi điều em muốn, anh không muốn em vẫn làm. À, mọi người đều biết trưởng thành là khi điều em muốn, anh không muốn em vẫn làm. Ê, thật ra là nó bế tắc lắm em. Mọi người muốn đặt câu hỏi cho từ khóa nào trước nè? Anh không muốn em vẫn làm đi. Anh không muốn em vẫn làm. Em có một sở thích là khi mà yêu nhau thì em rất là thích nấu ăn cho người mình yêu. Hồi đó thì lúc trước thì em có một kỷ niệm là em cũng nấu cho bạn đó ăn. Thì nói chung là nhìn ở ngoài thì rất là ngon, nhưng mà khi bạn đó cắn vô rồi á thì bên trong sống nhăn mà. Nhưng mà em vẫn nói là cho dù như thế nào thì em vẫn quyết tâm là sẽ làm, còn chuyện ngon hay không á thì anh sẽ từ từ biết. Các bạn ơi, nếu như mà bạn gái của mình nấu cho mình ăn một bữa ăn nhưng mà nó không được ngon lắm thì lúc đó các bạn phản ứng như thế nào? Vẫn ăn chứ, tình cảm người ta dành cho mình vẫn ăn, mình vẫn ăn chứ. Mình vẫn sẽ ăn thôi. Nhưng mà không biết mọi người sao chứ anh thì anh sẽ thành thật mà nói là anh ăn, anh sẵn sàng anh ăn, nhưng mà nói chung là ví dụ như nó sống hay là nó chưa được ngon thì anh sẽ nói. Ngày xưa khi anh còn nhỏ, anh bảo ôi cái này mặn quá, ba anh kêu mặn thì mình ăn với cơm, anh bảo ôi cái này lạc quá ba, kêu, thì con chấm với nước mắm đi. Tức là đó, anh nhìn từ ba anh câu chuyện đó thì anh hiểu rằng một điều là đôi khi người vợ hay là ở đây là có thể là người bạn gái đi, họ nấu cho mình ăn thì mình phải tôn trọng điều đó, trân trọng điều đó. Đúng trước rồi. Cái đã phụ nữ ấy, người phụ nữ thì là phải mình phải cần nói kiểu khác một tí. Ví dụ là bây giờ với ba anh thì ok, anh em con cứ làm cái này kia, người phụ nữ mình phải tìm những cái điểm ngon đã. Và em ơi, cái rau rồi em luộc tuyệt vời, không bị chín quá, không bị già quá. Nhưng mà cái thịt em ạ, có thể là mình luộc thêm 5 phút thì có thể là còn cũng ngon kinh khủng khiếp như cái rau đó. Đây là giống như là Mr. Ngọt Ngào luôn. Không mà phải thế mà đúng không? Với Phương á thì nếu mà một người nấu cho người còn lại ăn rất là dễ thương và sẽ còn tình cảm hơn nếu như mà cả hai cùng nấu. Tất một nhiên, cái người nấu, một người bày biện, cái đó cũng là một cái hành động rất là lãng mạn đúng không? Bây giờ người ta nấu thì mình sẽ là người lặt rau, gọt củ, cắt hành hàng kia. Có đóng góp công sức. Đúng rồi, mình phụ chứ. Nhưng mà Uyên nấu ăn cho bạn trai thì Uyên nấu ăn những món gì? Dạ, thường là em chỉ nấu những món cơ bản thôi anh. Thịt gà, thịt kho, rồi trứng chiên hay là nấu canh, giống như cho nó đủ ba món dễ ăn. Dạ đúng rồi. Chúng rất thích thịt kho. Nói thịt kho cũng hợp với JK này. em thì lại có một cái suy nghĩ là đúng như chị Phương nói, là cái quan trọng nhất không phải là một người mà cho mình bữa cơm, mà là một người có thể đứng cùng mình nấu cái bữa cơm đấy. Thì đấy là cái quan trọng nhất, chứ không phải là cái vấn đề là ngon hay không. Ngon hay không nó là từ trong cái tấm lòng của mình nấu thôi. Mọi người đều biết ấy, mọi người đều mọi biết. Mọi người đều biết. Cái này là em nói về tính cách của mình. Giống như là con gái thì thật sự ai cũng rất là thích nũng nịu, lúc nào cũng muốn mình nhỏ bé hơn người yêu. Cho nên là trong tình cảm thì em lúc nào cũng, cho dù chuyện gì xảy ra thì em cũng muốn mình gọi là yếu hơn người yêu, gọi là được, để được che chở. Trên kia có một từ khóa muốn hỏi bạn, tiếng 1, tiếng 2. Nghĩa là cái đó là em thì ngoài khi mà nói chuyện với bạn trai thì em cũng rất là thích thích nhây, thích bựa. Cho nên là để tạo không khí vui vẻ đó. Trên kia ở nhà em có nói chuyện không? Em không. Em không, vậy em sẽ thích một cô bạn gái giống như là Phương Nguyên ở nhà phải nói cho gia đình gọi là đi ra đi vào có tiếng rôm rã hay sao? Ví dụ như là em ở nhà bạn gái chẳng hạn, thì em sẽ nói rất nhiều,
Và em sẽ trêu cho đến khi mà nhiều khi em trêu cho bị tức thì thôi ấy. Nói chung là em chỉ thích đi trêu người thôi. Thích trêu người thôi, không thích bị trêu. Rồi, cảm ơn em. Hỏi 24 giờ là khoảng thời gian để em quyết định điều gì? À dạ, là 24 giờ ở đây là trong tình cảm thì để hiểu được người mình yêu thì có thể hẹn hò, mình đi ra ngoài, mình ăn, mình uống có thể là từ 2 tới 3 tiếng thôi thì sẽ không biết được hết những cái tính cách của người mình yêu. Còn nếu như mình đi du lịch, 24 giờ nghĩa là mình có thể đi du lịch cùng nhau trải qua 1 tới 2 ngày hơn 24 giờ cùng nhau, mình sẽ hiểu được bạn đó ăn uống như thế nào, tính cách. Nói chung là phải lòi ra hết những cái tính cách bên trong của bạn đó, không thể giấu được. Thì em nghĩ cái đó cũng là cách để mình tìm hiểu và hiểu về người mình yêu. Như là nếu mà một người mới quen và một thời gian ngắn, có thể là 1-2 ngày, em cảm thấy thích, có cảm tình và người đó rủ em đi du lịch thì em có đi không? Không à, cái đó chưa tới mức đó. Em nghĩ là tìm hiểu thì có thể là 1 tháng, 2 tháng, sau đó mình mới đi du lịch. Chỉ có những người bạn họ nói như thế này nè: nếu như sống sót qua một kỳ du lịch mà không cãi nhau hoặc là không có cái gì nghiêm trọng, có nghĩa là ok, ổn. Anh thì em sợ là 24 giờ không đủ. Hơi ít. 24 giờ thì không đủ, 48 giờ cũng không đủ, 72 giờ cũng chưa chắc đủ. Vì là dọn về nhà một nhà luôn mới đủ anh. Anh nghĩ là mình sẽ cần rất nhiều thời gian để em có thể thấy được toàn bộ những nguồn năng lượng có thể có trong con người mà em quan tâm á. Đúng rồi. Anh đi làm anh có áp lực của anh, công việc của em có áp lực của em. Nếu như mọi người muốn biết rằng trong áp lực người ta ứng xử như thế nào, thì hãy cứ cùng nhau trong từng khoảnh khắc, chứ không phải là câu chuyện 24 giờ, 48 giờ hay là 72 giờ. Và nó phải được thử thách qua một cái hoàn cảnh nào đó. Anh muốn mọi thứ nó tự nhiên. Tự nhiên. Em biết sao không? Bởi vì mình đi du lịch đó, nó giống như đi trăng mật vậy đó. Em cũng thấy vậy, vì 24 giờ lúc đi du lịch cùng nhau đi thì có thể một người là một người có tính giỏi che giấu được cảm xúc của mình, che giấu được cảm xúc thật, thì lúc đi du lịch nhau mình sẽ thấy người ta vô cùng đẹp. Lúc đúng ngủ rồi, người ta cũng đẹp hồng không à. Đáng yêu lắm em. Đi lúc ngủ người ta mở hai cửa miệng ra, hai cũng sẽ đó là đáng yêu trong lúc đi du lịch. Đúng. thật sự em, là như vậy. Rồi đi ra đường là nắm tay nhau, thật sự lúc đó em sẽ nghĩ là bạn trai em tới 15 điểm lận chứ không phải là 10 điểm. Không nhiều. Không anh đồng ý á. Tại vì có một cái này nữa. Em thì lại nghĩ khác. Bởi vì là bạn ấy có nói là bạn ấy phải tìm hiểu 1 đến 2 tháng bắt đầu bạn mới đi du lịch được cùng nhau, tức là trong cái khoảng thời gian đấy đã tìm hiểu rồi. Mà khi mà bắt đầu là cái khoảng thời gian mà đi du lịch cùng nhau, nó sẽ phát sinh ra những cái nhiều thứ khác. Nếu mà em mà muốn tìm hiểu mấy anh ở trong đây á, tất cả 10 anh trong đây á, thật sự em chỉ đi quay cùng với mấy anh một tuần thôi là em sẽ hiểu hết được tất cả luôn. Ok, bây giờ mình nhờ biên tập tổ chức một buổi cắm trại tập thể. Cảm ơn các bạn. Rồi, ở đây Vương thấy có từ để dành. Đúng rồi. Em có nhiều công việc, nghĩa là em đi chụp hình mẫu, em đi làm diễn viên. Đó là những cái nghề phụ và em làm thiết kế nội thất á. Ngoài ra em có một sở thích là ca hát. Thì em đã dùng những cái công việc kia là để kiếm tiền, để có thu nhập cho bản thân. Thì cái việc ca hát á, em hát được nhưng mà em chỉ để dành để như là phục vụ cảm xúc, hay là vui thì mình hát, buồn mình cũng hát, chứ không dùng nó để quy đổi thành tiền. Wow. thực ra là rất là kỳ lạ khi mà em có cái từ khóa để dành ngày hôm nay á. Em biết tại sao không? Tại vì bài đó là cái bài mà tự nhiên hai ngày nay nó cứ vang trong đầu chị, và được sự tháng sáng nay trước khi chị đi đến đây chị đã hát bài này. Cho nên nó rất là, và khi mà hiện lên cái từ để dành này thì người ta nghĩ là em có thể là muốn là làm việc nhiều để dành, tích góp một cái gì đó, cả kinh nghiệm sống, cả kinh tế và mọi thứ cho một ngôi nhà trong mơ. Em lại còn làm thiết kế nữa, thì cho chị hỏi là một ngôi nhà trong giấc mơ của em nó như thế nào? Ngôi nhà mà em mong muốn thì nó không cần phải to, có vườn. Em nghĩ là nếu mà em được có một cái nhà riêng là phải có một cái vườn nhỏ. Ok. Cây vườn nhỏ. Dạ đúng rồi. Em thích gỗ nữa. Em thích gỗ nữa. Rồi trong ngôi nhà đó có những gì nữa? Có người mình yêu với mình. Bây giờ chị chỉ em nè, Tony mới mua nhà đó. Thôi em biết sao không? Đúng. Anh nghĩ là chắc sẽ nhiều người có cùng sở thích về cái căn nhà dạng như mà em vừa nói đó. Như anh là anh cũng rất thích. Anh thì anh chỉ mua được chung cư thôi.
căn hộ thôi, chứ mà nhà ở dưới thì chưa. Nhưng mà nếu như mà nhà mà mình có đất ha, một nơi khoáng đãng rộng rãi thì anh cũng thích thiên về gỗ, anh cũng thích là phải có vườn, vườn to luôn, đừng vườn nhỏ, đây là ước mơ mà. Mình phải có vườn cả cả hai bên, một con đường dẫn vào từ phía ngoài, mailbox ở ngoài, rồi bước vào trong, và anh đặc biệt là không thích lên tầng. Chỉ có người già. Còn các bạn khác thì sao, có hình dung về ngôi nhà lý tưởng của mình chưa? Thật ra thì Henry cũng chưa suy nghĩ tới ngôi nhà lý tưởng của mình đâu. Nhưng mà nói vui thì hồi xưa Henry có từng suy nghĩ là đó mới lớn hay mộng mơ mà. Bên Mỹ thì nó có hay có cái vụ là có cái xe buýt lớn á. Cái xe to mà đi ở trong đó có nhà, nó giống như một cái nhà nhỏ mà di động vậy đó. Chở cái gia đình đi khắp nơi luôn. Xong mình đến một cái dãy núi nào đó, mình mở ra, mình cắm trại xong mình ngắm xuống thung lũng vậy đó. Trời sướng nha. Vậy là Henry sẽ phải tìm cái cô nàng mà cũng có máu du lịch và du ngoạn giống như mình đúng không? Giống như Henry nói, Henry giống như một con ngựa hoang vậy đó, thích bay nhảy. Và nếu mà một người đó thuần phục được Henry thì có thể Henry sẽ chở người đó đi chơi khắp nơi. Ok, Henry nghĩ gì về Hữu Thanh Tùng? Cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài. Henry thích đi du lịch nhưng mà Henry không có thích rơm. Rơm tóc lẫn lộn. Còn các bạn khác thì sao? Phương rất mong muốn nghe một ý tưởng về ngôi nhà lý tưởng khác nữa, một cái. Em muốn một ngôi nhà trên cây, tức là hồi xưa hay đúng rồi hay xem mấy bộ phim của Mỹ đó, thì em thấy ngôi nhà trên cây đó giống như là một cái khoảng không gian riêng của hai người á. Nó tuy là nó không thể sống trên đó luôn được, nhưng mà những lúc đặc biệt mình sẽ dành cho cái ngôi nhà trên cây đó, nó rất là lãng mạn. Thực ra cái ngôi nhà trên cây đó của em có thể đặt trong khu vườn của anh Tony á. Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chính xác luôn. Jason thì sao? Nếu như mà một ngôi nhà của em thì nó sẽ có gì khác biệt? Theo tính của em thì em không thích một ngôi nhà có nhiều phòng. Em thích có ít phòng đủ để dùng, và em cũng như anh Tony, em cũng không thích lên tầng. Bởi vì nó khá bất tiện, mà em cực kỳ ghét cái phòng trên tầng luôn. Nếu mà nhà có tầng thì em không bao giờ em ngủ ở trên cái phòng ngủ của em, sẽ không bao giờ trên tầng. Em chỉ thích ở bên dưới. Và đặc biệt là em cái nhà của em thì em chỉ muốn là nuôi nhiều thú cưng thôi. Không biết là bạn Uyên có thích thú cưng? Dạ có. Ok. Ví dụ thú cưng mà cưng cỡ Jason được không em? Quá cưng luôn rồi chị. Quá cưng luôn. Dễ nuôi. Phương thấy ý tưởng nào của các bạn cũng hay hết á. Mà với Phương thì ngôi nhà đó có người mình yêu là được rồi. Còn ở đâu cũng được hết á. Giống như một túp liều tranh hay quả tim vàng ấy ha. Tranh thì thôi, không rơm như vậy đó, nó không có an toàn. Nó là không thích rơm mà lại đi đề xuất là một túp liều tranh. Em ơi, mình bắt đầu từ khóa mới đi em. Mà anh rất muốn hỏi, nhưng mà nãy giờ mọi người hỏi cũng sôi nổi, tức là Moon là nickname của em. Dạ. Hay em đang muốn nhắc đến Moonside ở trong cung hoàng đạo? Em thì em cũng lấy nickname của mình là Moon, thì trên Facebook em là Uyên Moon. Nhưng mà cái từ khóa này nó em đặt cái tên riêng cho mình, đó là do đây là cái một cái bộ phim mà em rất là thích. Bộ phim này là phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời. Mặt Trăng Ôm Mặt Trời thì đó là nguyệt thực á. Dạ. Là nội dung của phim này nói về cái người con gái bảo vệ người mình yêu, thì cái đó cũng là một cái hình ảnh mà em muốn nhắc tới, muốn nói đến, giống như kiểu giữa hai người mình yêu nam và nữ thì ai cũng có những cái công việc, cuộc sống riêng, thì không phải lúc nào nó cũng êm đềm, nó cũng trôi qua nhẹ nhàng, thì có những lúc khó khăn thì người con gái cũng có thể sẽ đứng ra làm một cái chỗ dựa, một cái nơi để cho người đàn ông của mình chia sẻ, cũng như là mình mạnh mẽ một chút để cho người mình yêu hôm nay anh mệt quá, hay là anh như thế này anh muốn em. Em nghĩ, chị nghĩ nha, có thể là em thì em thích là mình nhõng nhẽo, mình nhỏ bé với người yêu, nhưng mà ở đây khi mà em dùng cái từ Moon này trong bộ phim này thì là nếu như có sóng gió, có khó khăn thì em sẵn sàng là em trải qua, thậm chí là em sẽ là người bảo vệ cho anh, chứ em không phải lúc nào cũng nhỏ bé đâu, đúng không? Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều.
Rồi, nãy giờ thì chúng ta đã trò chuyện khá là nhiều rồi. Ái Phương nghĩ là các bạn cũng đã biết đủ, khá là đủ về Phương Nguyên. Ngay bây giờ thì Ái Phương xin mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo ngày hôm nay nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình Tình Yêu Hoàn Mỹ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là Phương Nguyên mang trò chơi gì đến với chương trình nha. Hôm nay em sẽ mời tất cả các anh lên cùng chơi luôn. Thì luật chơi của em là em sẽ trở thành một nữ hoàng công chúa ngồi trên chiếc ghế này. Còn các anh thì sao? Các anh sẽ chia làm hai team, thì sẽ xếp theo hai hàng vậy đó. Thì người đầu tiên á có quyền cầm cái bông lên cắn truyền cho người cuối cùng, xong người cuối cùng sẽ chạy lên cũng sẽ dùng miệng. Chỉ có người đầu tiên được dùng tay thôi, còn những người sau sẽ phải dùng răng cắn để đưa cho em và truyền cho những thành viên còn lại. Cho tới khi đội nào hoàn thành hết đống bông này nhanh nhất thì đội đó chiến thắng. Bé là cái người cuối cùng. Lại chạm môi nhau nữa rồi. Hấp dẫn ha. Bây giờ mình chia trẻ nha, trẻ sang bên em. Mình với Henry chia ra nha, đừng có cùng đội với nhau nha Henry. Rồi. Bây giờ trẻ sang bên này nào. Team trẻ một bên, team bố láo một bên. Anh hiểu trẻ à? Quá trẻ. Không, bên này, qua bên này đi. Mình là bố láo qua bên già. Này. Mình là bố láo bên này đi. Phải đứng ở đây. Em đếm đi. 1, 2, bắt đầu. Tiếp chưa? Rồi chạy người ta, mình chạy lên, đuổi xuống. Tiếp. Tiếp đi chung. Cái này có gai nhá, không có gai. Không đổi vị trí rồi à? Chạy lên. Cuối cùng chạy lên. Đưa mồm. La. Rồi. Bên anh là lên đây đưa xong rồi bắt đầu truyền tiếp. Vâng, bọn em lên đưa xong mới truyền à? Không, tụi em là truyền liên tục. Em là giám khảo, em vô đó là trung tâm. Em thấy chơi rồi nhưng mà mình vẫn chưa hiểu. Chơi đẹp hơn. Nhưng mà cái anh thì hay dùng tay đưa cho em. Đưa. Bên đây anh lại bật hai bông một lần. Đó. Hai bông một lần. Có một phát. Có một lần thôi. Trừ một bông ra. Không, nhưng mà... Như vậy thì sẽ bất công cho bên đây. Sao bất công được? Em cứ trừ một bông ra là bằng nhau. Rồi bây giờ em kiểm số lượng. Là xong. Em ơi, em ở đây là giám khảo, em có quyền. Bây giờ em là người quyết định đó. Thật sự là... Mỗi người cầm cây. Em muốn quyết định sao cũng được á. Quyết định gì em ơi? Thôi giờ mình tù xì đi. Bạn quyết định mình tù xì đi. Em đừng có khó xử. Cười. Sao ta? Mình tặng. 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 Mình
Em nhìn kỹ lại đi. Về số tuổi là bên này xem em hơn nè bên kia. Trời ơi. Em cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Em thích cái nào? Em thích cái nào? Thật sự là em rất là vui và cảm ơn các anh đã lên đây chơi cùng với em rất là nhiệt tình luôn. Cho nên là nói chung là mỗi người, người nào bên nào cũng có cái khuyết khuyết xíu. Cho nên là em xí xóa hết. Và sau đây em có một cái chúc một cái món quà dành cho. Thôi, tiền bạc gì em ơi, tụi anh đi. Nhận đi anh, trời ơi, em rất là... Em gửi trước nha. Em phóng khoáng ghê. Em sẽ gửi. Gửi chú đầu tiên kìa. Ủa? Ủa chơi, người, có cát xe cầm về nữa. Anh là người chơi nhiệt tình nhá. Sao mình được không? Nhưng mà khổ, em có sai sai luôn. Em anh trước đi anh em ạ. Ủa anh có được mở ra không? Dạ chưa anh ơi, giữ nha. Theo thứ tự luôn nè. Ồ, có tên này, có tên này. Ồ, của em thơm quá. Thơm quá. Ok, cảm ơn các anh rất là nhiều. Bây giờ các anh có thể về chỗ. Cảm ơn anh nhiều. Thơm nhỉ? Thơm quá. Đây là nước hoa mà em thích nhất hả em? Đây là mùi áp ba, ông ơi. Không thích mùi nước hoa gì. Sao có một từ à? Không có nhìn nữa. Nãy giờ thì chúng ta đã chơi trò chơi nhỏ nhỏ với nhau rồi. Bây giờ thì chị sẽ mời Phương Nguyên làm lại động tác này một lần nữa. Em sẽ nhấn chọn vào gương mặt mà em có cảm tình ngày hôm nay. Dạ. Chuẩn bị tinh thần đi anh. Rồi, bây giờ thì Phương sẽ mời tất cả các bạn chúng ta xoay ghế lại. Hồi nãy chúng ta đã chơi một trò chơi. Và sau trò chơi còn có một bức thư nhỏ nhỏ mang về nữa. Các bạn ngửi thử xem là có phải có một cái mùi thơm rất là dễ chịu không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi ạ. Cô gái rất là chu đáo. Rồi ha, các bạn hãy nghĩ xem là nãy giờ từ đầu chương trình chúng ta đã trò chuyện như thế nào, có những cảm tình như thế nào, và những tính cách của cô bạn này thì có thể hợp với mình hay là không. Chúng ta hãy suy nghĩ, và nếu như bạn thấy là bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn, muốn đến gần hơn, hãy mạnh dạn nhấn nút chọn nha. Bây giờ Địa Phương sẽ đếm. 1. Thời gian của các bạn đã hết. Phương Nguyên thân mến, bây giờ thì chị sẽ để sân khấu này lại cho em. Và em hãy làm những điều em muốn, nói tất cả những điều em nghĩ, nắm bắt lấy cơ hội này nha. Xin mời em. Dạ, bây giờ thì em mời mọi người xoay ghế lại ạ. Thì bây giờ mọi người vẫn còn giữ tấm vé lúc nãy em đưa đúng không ạ? Anh Tony, anh có thể đọc mở tấm vé ra và đọc nội dung được không ạ? Vé chuyến bay vào tim em. Thời gian một lúc nào đó. Số lượng khách 1. Cách sử dụng. Tìm chuyến bay nào đó dành riêng cho anh và đi. Ok anh, mọi người có thể cùng mở ra luôn. Giống nhau đúng không? Mỗi tuần là hiếu thì bị gạch qua, vào tim em bị... Anh nghĩ sẽ có một người khác đúng không? Sẽ có một người không bị gạch chữ vào tim em đúng không? Có một người màu khác riêng này. À, anh cũng bị gạch, vào tim em. Có một người màu khác nè. Sẽ có một người nào đó không bị gạch. Ai là người không bị gạch vào tim em? Có một người màu khác.
coi phim tình cảm. Nhưng mà cái vé màu hồng mà. Thật sự anh có thể đọc lên cho mọi người cùng biết được không ạ? Cái vé này của em là vé chuyến bay vào tim em, thời gian ngay bây giờ, số lượng hành khách 01, cách sử dụng trở thành người mà em thích. Biết bạn thích màu trời, Son đã vừa hồi chọn màu xanh. Màu xanh thì cứ hy vọng gì ạ? Đi đâu? Ngoại hình thì em rất thích những dễ dễ thương. Không biết là bạn nào yêu có thích thú cưng người dạ cưng. Ví dụ thú cưng mà cưng cỡ Jason được không em? Quá cưng luôn rồi chị. Bây giờ anh muốn em dẫn em đi đâu, đi bay đâu thì em dẫn đi. Anh thấy khung cảnh này sao anh? Thực ra nãy mới quay ra xong ấy, nhìn cái lúc trước là anh chưa đoán được là em sẽ lên tỏ tình với ai. Thật sự anh không biết, là anh không thấy một cái dấu hiệu gì là có vẻ như là anh. Thì nãy quay ghế ra thấy đây là một cái tàu gọi gì vậy? Tên lửa hả? Đúng không? Dạ. Để làm gì anh? Để đừng nói là để bắn thẳng vào tim em, để bắn thẳng vào tim em. Mời anh vào tim của em xem có gì nào, có gì nào. Bắn cái này vô tim em là chết luôn á, không được đâu. Em rất là tìm hiểu về những cái cung hoành đạo kết hợp với việc em thiết kế nữa, cho nên hôm nay em muốn tạo cho anh cho một cái không gian để mình chuẩn bị bay ra vũ trụ. Anh sao? Thật ra anh thấy đẹp, anh thấy rất là thích. Bởi vì anh thấy rất là kỳ công. Nói chung là ưng. Ưng hả anh? Anh cũng rất là thích, là thích về thiên văn đúng không? Đúng rồi, anh rất thích thiên văn. Nhưng mà anh thích đâu nha, nhưng mà anh thật ra anh đọc anh có hiểu. Nhưng mà để mà hỏi lại anh không biết đâu nha, đừng hỏi nhá. Cái điều ấn tượng đầu tiên mà anh thấy em ấy, thế là hồi trước anh rất là thích người có răng khểnh, cực kỳ thích luôn. Nói thật với em là anh hồi cấp 3 anh có thích một bạn có răng khểnh. Thì lúc mà em bước ra đây anh rất là ngạc nhiên, bởi vì cái ngoại hình của em, răng khểnh của em và cái dáng người của em cũng hơi gầy, giống hệt khi mà em khi mà giải lao em đứng ở đây là anh nhìn em suốt luôn á. Bây giờ anh rất là thích cái bạn đấy. Bây giờ đi hết rồi nha, bây giờ đi hết rồi. Em biết anh là từ những bản cover của anh với chị Jinju. Thấy rất là hát với nhau, rất là tình cảm, không biết là có gì không? Không, thực ra trong chương trình đấy thì bọn anh chỉ là ghép đôi để hát cùng nhau trong một cuộc thi. Còn đâu tình cảm hay không thì cũng tùy từng đôi, nhưng mà bọn anh và Jinju thì hai người là bạn rất là thân với nhau. Mọi người rất thích anh và Jinju, nhưng mà chỉ là bạn thôi anh đã. Có một điều muốn cùng anh làm trong ngày hôm nay, trong cái không gian mà đặc biệt, em nghĩ là chắc đó giờ chưa ai tỏ tình anh trong không gian này đúng không? Em rất muốn cùng anh hát một bài giống như chị. Được không anh? Được chứ, anh luôn sẵn lòng. Anh sẵn sàng không? Đứng dậy hát hả? Dạ. Tăng màu xong. Bye. Đúng không? Dừng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm và đi theo em, cùng mang qua con đường tối đen, đèn đường kia dù không sáng lên. Đừng lo nhé, có anh như mặt trời dịu em. Mình cứ thế cuốn lấy nhau, em luôn tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sang ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đã đi nào em đi cùng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được là ở bên anh. I just wanna be with you, I just wanna be with you, I just wanna be
wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah, I'm J-S-O-L. Anh không được cho em nghe đôi lời. Anh đang ở nơi không em không hơi. Mây và gió đang thay lời. Anh nhớ em như luôn tiếng cười. Em bên sâu màn mây, nơi xa chân trời. Hay đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi. Cause I'm in love with you. Cause I'm in love with you. Giờ thì cứ thế, người người cứ thế cuốn lấy nhau. Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sẽ ấy vẫn là như thế. Mà sau khi không có anh, nào em đi cùng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh đến được lại ở bên anh. Thật ra đấy, anh nghĩ là mình đã hát sang nhạc rồi. Em cũng hay vậy. Ra em ngồi đi. Thời gian rảnh rỗi của anh á, trong một ngày ngoài đi diễn ra thì anh làm gì? Anh sẽ đi tập luyện. Bởi vì thằng ngày thì anh sẽ phải tập luyện, tập hát, tập nhảy, rồi tập những cái công việc để hỗ trợ công việc của anh. Còn đâu thời gian rảnh nữa thì anh hay chơi game. Chơi game anh hả? Rất thích hay chơi. Em cũng vậy. Nhưng mà em thích chơi board game không? Những cái trò như kiểu ma sói hay là đó. Em có muốn chơi board game không nào? Có thể anh sẽ rủ em. Vậy thì quá thích rồi. Bình thường thì anh có thích đi du lịch không? Anh có. Thì trước anh cũng chia sẻ với tất cả mọi người, các anh ở đây là anh có một cái ước mơ là được đưa người mình yêu đi tất cả mọi nơi trên thế giới và check in từng điểm một. Rất là thích. Em cũng rất là thích đi du lịch. Em rất là thích đi tới những chỗ có biển, đặc biệt là thích ngắm hoàng hôn. Nói chung là mấy cái đó nó cơ bản, nhưng mà thật sự thì em học bên thiết kế á, những cái gì mà nó đẹp đẹp á, nó thu hút mình lắm. Giống như anh vậy đó. Sao em thì người có nhiều đứa yêu. Gu của chị năm chị 18 tuổi á là chị Son. Thôi giờ vậy, bây giờ mình chơi một trò chơi đi. Nãy giờ mình nói chuyện cũng nhiều rồi. Mình chơi một trò chơi, cái này đại loại như là nó chỉ là sự nhạy bén của anh thôi, chứ không khó khăn gì. Khi em nói sẽ có ba động tác như vậy, vậy với như vậy. Đơn giản. Đây là khép kín. Khép kín. Yêu thương. Yêu thương. Chia sẻ. Ok. Ok. Khép kín, yêu thương, chia sẻ. Khép kín, yêu thương, chia sẻ. Đơn giản. Giờ em nói anh sẽ làm nha. Khép kín. Yêu thương. Yêu thương. Chia sẻ. Chia sẻ. Khép kín. Yêu thương. Khép kín. Chia sẻ. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim em gì. Dù nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3 năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu cả trả lời là có. Anh cảm thấy khi mà nắm tay của một người nãy giờ tỏ tình với mình thì anh cảm thấy nó đặc biệt hơn những bàn tay khác. Lạnh hơn đúng không anh? Lạnh hơn. Đang run. Không, anh đâu thấy em run đâu. Em thấy lạnh thôi, nhưng mà chắc là trong người em run hả? Anh đang run. Vậy là anh cần một liều thuốc trợ tim đó. Anh nghĩ anh cần thuốc run. Chơi xong rồi, nhạy bén nên là sẽ có một phần quà cho anh. Đây. Ok, cảm ơn. Anh mở luôn hay sao? Ok, mở ra đi anh.
Hay tay anh run quá vậy? Ừ, anh run mà, em bảo anh run mà. Một bức tranh. Đây là anh đúng không? Đúng. Trời, trong... sao anh hỏi vậy? Trong, sao anh hỏi vậy? Không, tại vì trong anh đẹp hơn bên ngoài, sợ không phải anh. Phải không? Trong đây là cái gì? Đây là một cái bộ đồ của Phình Gia đúng không? Chính xác. Anh sẽ giữ bức tranh này. Dạ. Lại có một điều trùng hợp nữa là cái bạn mà hồi trước anh bảo ấy. Để nó dễ cho anh tặng anh luôn. Anh xin lỗi nhưng mà anh phải nói, bởi vì hồi trước bạn ấy tặng cho anh một cái bức tranh, cũng một bức tranh nha, bạn ấy tự vẽ. Mà trong đấy cái hình là mặt anh nhưng mà đội tóc giả, có nghĩa là bạn ấy nghĩ anh là con gái. Bạn tặng anh không hiểu tại sao bạn tặng anh tờ đấy giấy. Nhưng mà bạn nó thích anh không? Bạn ấy không thích anh. Không. Anh không biết thích anh hay không nhưng mà anh chỉ biết là bạn tặng này rồi thấy im. Không gì nữa. Em không nghĩ anh vậy đâu. Ok, anh nghĩ thế. Gì? Trời, tới giờ bay, tới giờ bay, tới giờ bay. Ok, bây giờ đi, đi cầm theo cái bé. Em đi theo em. Ở đi đâu? Đi. Anh cầm vé về chỗ của mình. Đi về nha. Đây cực tỏ tình người khác cơ. Sợ anh về chỗ hả? Dạ đúng rồi. Ok. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Nãy đến giờ đã lên đây cùng em chia sẻ rất là nhiều điều. Chuyến tàu của em thì cũng bắt đầu khởi hành rồi, cho nên là bây giờ thì nếu như mà anh muốn cùng em đi trên con tàu này để mình cùng nhau khám phá rất là nhiều điều ở ngoài kia thì anh sẽ bước lên anh cùng em. Còn nếu như mà anh quyết định không thì anh có thể nhấn cái nút ngay chỗ mình ngồi và em sẽ trở về trên hành trình của mình là tìm kiếm nửa kia. Anh hãy suy nghĩ. Giờ lúc này cũng là lúc mà mình sợ nhất. Khi mà anh bắt đầu nhận lời chương trình á thì một điều anh cũng rất là lo lắng, bởi vì cái tiêu chí chương trình là chỉ cần trái tim rung động thì mọi người nhìn nghe thì chỉ cần nghe có vẻ dễ đúng không, nhưng mà thực sự để mà nói được có rung động hay không thì cái điều mà để cho anh cũng như là tất cả những anh ngồi đây cảm nhận được nó rất là khó. Anh nhận lời đến chương trình này bởi vì anh muốn tìm, anh cũng như bao anh ở đây là muốn tìm một cái điều rung động. Và khi mà lần đầu tiên anh gặp em, cái điều rung động ấy đối với anh thì anh nghĩ là nó chưa đủ, chưa quá đủ để anh nhận ra một điều là chết rồi, mình bị xao xuyến bởi cái cô gái này. Và anh cũng rất là sợ cái điều này, bởi vì anh anh nghĩ là em hiểu anh mà đúng không? Anh em hiểu. Thì thật sự thì nãy giờ mình cũng đã được nói chuyện rất là nhiều. Em tới đây thì tỏ tình, nhưng mà thật sự là muốn nghe anh nói nhiều hơn. Không phải nhất thiết là mình phải có được người đó hay là người đó phải về với mình thì em mới cảm thấy thỏa mãn. Mà thật sự là nãy giờ chia sẻ được gần anh, hiểu anh hơn. Buồn cũng có, nhưng mà em không muốn hai đứa mình cùng buồn đâu. Trong cuộc đời của anh ấy thì mỗi người tới với anh thì đều là một cái duyên và một cái lý do đặc biệt. Anh nghĩ hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với anh. Anh sẽ luôn nhớ cái ngày này. Thực ra không cần anh chơi khi đưa cho anh bông hoa, nhưng mà anh cũng muốn xin phép em. Anh có muốn lấy con thú bông kia của anh không? Anh anh rất luôn sẵn lòng. Thực ra
Đây chỉ là hình tượng thôi. Khi mà em tới chơi board game thì em được bonus thêm là em sẽ được nựng các bé. Nhà anh có 7 bé lận. Cảm ơn anh rất nhiều. Những cái gì mà nó đẹp đẹp, nó thu hút mình lắm. Giống như anh vậy đó. Em tới đây thì tỏ tình, nhưng mà thật sự là muốn nghe anh nói nhiều hơn. Không phải nhất thiết là mình phải có được người đó, hay là người đó phải về với mình thì em mới cảm thấy thỏa mãn. Gần anh, hiểu anh hơn thì em cảm ơn anh rất nhiều. Em cũng mong là trong cuộc sống thì anh sẽ có nhiều điều mới mẻ hơn và sẽ kiếm được nửa kia phù hợp với anh hơn. Nhưng phải nói, anh phải nói một điều là hôm nay em rất xinh. Thật sự em cảm ơn anh rất nhiều. Em gợi lại cho anh những cái cảm giác hồi xưa rất nhiều. Anh cảm ơn em vì điều đấy. Giờ thấy nhau môi ta cười mà lòng thoáng có chút buồn. Từ thì thôi mình nhìn nhau chút nữa thôi. Trôi đi xa, trôi hết giấc mơ ngày qua. Bao tháng ấy ngại hùng lao bao biết câu. Chia hôn lần đầu, từ thì nắm tay lần đầu. Giờ thì lần đó mình đã đánh mơ nhau. Xuân như mưa sao thôi, nay xa xôi chợt lòng nhớ vỡ vơi hương. Sao phú yêu lần đầu biết yêu muộn sầu. Tình đầu ngập nắng rồi gắn những môi cười. Tôi biết làm sao quên. Hình như mỗi bạn nữ mà tới đây á, thì bạn đều rất là căng thẳng, rồi xúc động, rồi có những giọt nước mắt rơi khi bày tỏ nữa. Nhưng mà Phương Nguyên là một cô gái rất là tích cực, rất là nhiều niềm vui và một nụ cười rất là tươi. Cũng nhận là bạn ấy rất xinh, bởi vì thực ra em rất là thích Giang Khởi. Phải nói là em rất thích Giang Khởi. Khi mà bạn ấy tới thì em cười một cái này nó thích rồi. Đúng không? Nhưng mà như thế này nè, tại vì mọi người đặt nhiều câu hỏi và tương tác với bạn cũng nhiều, nhưng em thì lại là em im lặng và em ít nói và em chỉ quan sát thôi. Tại sao em không có đặt vấn đề với bạn nhiều hơn cái lúc đầu? Bởi vì em lúc em cũng đã nói là lúc em ngồi đấy thì em không thấy có dấu hiệu là bạn ấy sẽ tỏ tình với em. Em cứ tưởng là một trong những anh chàng thôi, là em không bắt được cái sóng đó. Đúng rồi, em chỉ bắt được sóng đó. Đó cũng là một trong những cái lý do mà không có tới được, đúng không? Thực sự là cái sự rung động nó khó. Cảm ơn Jackson rất là nhiều. Thôi thì mình cứ đợi xem là sắp tới ai sẽ đến vì chúng ta nữa nha. Em không giống con người chị ạ. Ok, vậy thì cái gu của em như thế nào? Thích một ai đấy hoang dã rừng rú. Em theo nhảy thì em cảm thấy là em thích mình được nhảy freestyle hơn. Có nghĩa là em không thích nhảy bài. Huy lại là một người đóng vai là có một mối tình với một chàng trai khác. Em ngồi tại đây là một cái câu trả lời cho mọi người, cho các cô gái an tâm rồi. Không sao đâu bé, ở trên không được thì còn 9 người dưới đây em bấm ai cũng được. Bây giờ Will tạm thời đang nắm ngôi vô địch là dứt bô lão ở đây đó. Mà đó, bô lão mới của chúng ta, bô lão Will. Chào bô lão. Con chào bác. Con chào chú Will ạ. Mình trả lời trên mạng thì mình có thời gian mình suy nghĩ, mình rap người ta. Nhưng mà em thích những cô gái mà thích cái con người thật của em. Ta là dân nước nhà, muôn trời ôm đất mẹ tha. Trẻ con xuôi, trả lời sư mãi mãi muôn đời. Không biết bạn sinh ngày bao nhiêu nhỉ? Em sinh ngày 10 tháng 6. Em sinh ngày 21 tháng 6. Em thích thể loại nhảy nào? Em nhảy tự do, cái gì em cũng nhảy được. Một cô gái hoang dã đó cô đi. Ở đây em có từng nhảy cùng với một anh. Wow. Anh nào? Anh Jason. Son. Nãy xem clip mà thấy cứ kênh quen ấy. Ôi giời ơi. Và em cùng với anh nhảy trên sân khấu này luôn. Cái kiểu nhõng nhẽo thẳng thắn của em làm sao? Bây giờ em chọn một trong 10 chàng trai ở đây đi. Anh Hải Nam. Anh Will, sao anh kỳ quá, anh làm gì vậy? Chung.
định mệnh cho em gặp anh lần nữa là có nghĩa là đây không phải là lần đầu tiên mình gặp nhau mà mình đã từng gặp nhau rồi. Ấy da, ấy da, ấy da. Bạn gặp ở chương trình thì còn 4 người ở đây mà, đúng không? Anh có để cái từ mèo con ngưỡng ở không? Ở đây mỗi Jisun thích mèo á. Jisun thích mèo lắm, nhiều hay mèo mà. Một năm là em phải uống tầm khoảng là 720 ly trà sữa. Ôi trời ơi em ơi. 1 ngày 2 ly. 1 ngày 2 ly. Uống 1 ngày là 2 đến 3 ly trà sữa. Mà ở đây có ai uống trà sữa ấy nhỉ? Ai uống trà sữa em hả? Em có uống trà sữa đâu. Không, Nhậm không uống trà sữa, Nhậm chỉ uống thay nước lọc thôi. À, vậy ở đây có ai thích uống trà sữa không? Này em yêu, anh muốn uống trà sữa. Em có nhắn tin với một người, anh ấy có gửi cho em một đoạn thoại nói chuyện. Giọng nói của một trong 10 người ở đây em. Nghĩa là cái giọng Hà Nội nó sẽ ngọt hơn. Cái giọng đó là giọng Bắc hay giọng Nam hay giọng miền Trung em? Anh kiểu